Đây là cái hồ cá mà mình nuôi cũng được cả 3 tháng rồi. Cái cây đây là cái làn nước này. Quay buổi tối vậy, không có thời gian quay á. Thì đây là cây rồng rồng đuôi trồn. Với cá nó tóp bụng á, ít cho ăn các bạn. Cá rất nhiều luôn. Cái giờ này đang quay nó đang ngủ, phải khuấy động một tí cho nó tỉnh lại đó. Đây là một hồ, đây một hồ, đây một hồ nữa. Hồ đây là hồ cá con. Cá con này. Nói chung có nhiều cá con trong bài lắm, mình đã ngủ hết rồi. Đây một hồ này. Hồ này thì nó nhiều. Đang phun gôn thôi, phun gôn với rìa bông. Bên này có con nuôi con phết tai này. Dưới đây là một đống luôn, rất nhiều nữa. Đây nè, ngủ hết rồi. Nuôi nhiều lắm bạn, nó lớn nhanh lắm. Rồng rồi nó cũng phát triển cực kỳ tốt luôn. Nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm nuôi cho, rất là dễ. Thức ăn chính là hơi tốn một tí thôi, nhưng mà thức ăn chính là đây này, dế, côn trùng hơi tốn một tí nhưng mà nó lớn, gọi là như thổi luôn, super fat luôn, lên màu đậm bên này nè. Bên này có rất là nhiều luôn, bên này toàn cả giống cả hiếm không á, full gold full red chị đây nhiều lắm. Trong cái hồ đẹp quá này, làn nước này, làn nước phát triển có người mạnh mẽ luôn, rất nhiều cá trong này. Buổi tối nó ngủ nó không thấy, sâu nhẹ. Trong đây là hồ cá con này, cá đỏ, cá hồng kiếm cực kỳ nhiều luôn, cả trăm con trong này. Ok, có gì thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em nha. Cái cây lan nước ở trồng sao nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau. Ấy sẽ hẹn gặp lại anh em trong một video khác, nhớ đăng ký nha.